Chào đón quý vị đến với chương trình Thanh Mai Show. Thưa quý vị, cuộc sống cũng như là nấu ăn vậy đó. Trong nấu ăn thì chúng ta có gia vị là mặn ngọt chua cay. Thì cuộc sống chúng ta có hỉ nộ ái ố, có ngọt ngào, có cay đắng. Và tuy nhiên, để cuộc sống trở nên cân bằng và tạo ra sự hài hòa, thoải mái thì chúng ta cần phải tìm ra những gia vị mới thích hợp với bản thân và điều chỉnh cho phù hợp. Và khi thực hiện chương trình Thanh Mai Show với nội dung là phong phú, đa dạng, mà hy vọng rằng đây là một cái chương trình sẽ có nhiều nội dung đa dạng và làm cho quý vị yêu thích. Nếu như quý vị cảm thấy đồng cảm thì hãy like, share để Thanh Mai Show đến gần hơn với quý vị nhé. Thưa quý vị, trong xã hội phong kiến thì cái chữ trinh tiết á, vốn là vấn đề cực kỳ nhạy cảm và hệ trọng đối với phụ nữ Việt Nam. Theo quan niệm cũ, người phụ nữ không giữ gìn được trinh tiết sẽ bị xã hội miệt thị, thậm chí là không xứng đáng nhận được tình yêu từ chồng cũng như là gia đình chồng. Vậy hiện tại chữ trinh có còn thật sự như quan trọng như ngày xưa hay không? Chương trình đã mời đến một khách mời vô cùng đặc biệt để trò chuyện cùng đề tài này. Anh nổi tiếng là một người nói thẳng, nói thật và không ngại với bất cứ một đề tài hóc búa nào. Và đó là ai thì xin mời quý vị cùng xem đoạn video clip sau đây nhé. Đạo diễn Lê Hoàng quê ở Hà Nội, anh tốt nghiệp trường đại học xây dựng Hà Nội. Sau một thời gian, anh lại chuyển qua ngành quay phim, điện ảnh. Khi tốt nghiệp, anh chuyển vào Nam lập nghiệp. Ngoài là một đạo diễn, biên kịch tài tình, Lê Hoàng còn được biết đến với vai trò viết báo. Các bài viết của anh được viết theo phong cách châm biếm hay phỏng vấn giả tưởng và đều được ký dưới bút Lê Thị Liên Hoan. Lê Hoàng đã nhiều lần gây bão trong các chương trình truyền hình và cũng không khiến ít các đồng nghiệp phải sốc trước những phát ngôn, những nhận xét đầy thẳng thắn của mình. Xin giới thiệu với quý vị đạo diễn Lê Hoàng. Chào anh Hoàng. Dạ. Chào Thanh Mai. Dạ. Dạ. Tôi chỉ nhớ Thanh Mai ngày xưa là một diễn viên. Thì những cái phim mà tôi nhớ nhất là Cô Thủ Môn Tội Nghiệp, đúng không? Dạ. Bao nhiêu năm thì không đóng. Dạ, được anh chiếu cố nhớ đến vì em biết là anh cũng bận rộn quá trời luôn. Rồi vừa đạo diễn, rồi viết, rồi trên những bây giờ trên truyền hình hay là trên các trang mạng xã hội là gặp anh Hoàng tràn ngập luôn á. Không có tràn ngập đâu. Dạ, tại vì thực ra thì anh Hoàng luôn luôn là có những lời có cánh dành cho phụ nữ. Thành ra cái chủ đề ngày hôm nay á, Mai tin chắc rằng là anh sẽ có cách nhìn khác hơn so với cách nhìn một tương đối khắc nghiệt với phụ nữ về cái chữ trinh mà trong ngày hôm nay mình sẽ đề cập đến. Thì thực ra là từ ngày xưa như Đại Văn Hào Nguyễn Du cũng đã nói là đạo tòng phu lấy lưỡi chữ trinh làm đầu. Đó. Thì không biết là anh có quan điểm như thế nào ạ với chữ trinh trong cái thời ngày hôm nay và cũng như là của ngày xưa. Chữ trinh thì thật ra tuy là cái chữ đấy nó chỉ con gái đúng không? Dạ. Nhưng mà suy nghĩ về nó thì luôn luôn có hai, là con gái và con trai. Dạ. Đúng không? Dạ. Rất là buồn cười là cái thứ đấy không phải của đàn ông nhưng đàn ông lại nghĩ về nó nhiều hơn. Lạ anh. Thế thì phải nói như thế này, ai cũng biết rằng là gọi là cái chữ trinh là một cái chữ mà ngày xưa thời phong kiến thì họ đánh giá rất là cao. Dạ. Rất cao thì rất nhiều lý do. Những cái lý do đấy thì đa số đầu tiên là phần lớn các luật lệ và các cái suy nghĩ ngày xưa của xã hội là do đàn ông nghĩ ra. Yeah. Và những cái luật lệ về chữ trinh thì cũng thế nốt. Yeah, là do rồi. Đàn ông quy định. Yeah. Mặc dù có chả văn bản nào, mình không thấy một cái văn bản nào do ai ký tên cả, nhưng mà mình nghi là đàn ông đều là tác giả của mà những cái thấy... yeah. Mà cũng không phải là chỉ Việt Nam nó mới thấy từ cổ chi ti kim từ đông sang tây thế luật đàn ông là thường, luật đàn ông nghĩ. Thường đàn ông nghĩ ra để hà khắc phụ nữ là hạ lùng vậy. Không, gọi là hà khắc phụ nữ thì hơi quá, nhưng mà đàn ông nghĩ ra để có lợi cho mình. À thì đó, tại vì mình đang nghĩ ở đây chứ mình còn đang nghĩ đến ở những cái quốc gia mà tới ngày hôm nay cho tới bây giờ nha, phụ nữ vẫn còn bị có lợi cho rất là nhiều. Thì, yeah. Thì nói chung thế này, chữ trinh thì nếu mà nói một cái sinh vật thì mình không nói, nhưng mà nếu mà cái nghĩa bóng của nó thì có nghĩa là một cái sự là một người phụ nữ là có thể nói rằng là nó gọi là sao nhỉ? Nó gọi là còn mới mẻ, còn mới tinh khi mà lấy một người chồng. Yeah. Đúng không? Yeah. Thì cái điều đó thì là ngày xưa
phương Tây cũng có, phương Đông cũng có, chứ không phải chỉ có Việt Nam mình không đâu. Nhưng mà cũng nói cho ngay, trong lịch sử thì ngay từ xa xưa thì phương Tây nó đã không có hà khắc như phương Đông nhà mình. Dạ, đúng. Đặc biệt nó lại không hà khắc trong cái phía châu Á nhà mình. Dạ. Là đặc biệt nó lại càng không hà khắc theo những cái Đông Nam Á, dạ, cụ thể là Việt Nam mình. Hay là Trung Quốc thì là cái chữ đó được đánh giá rất là nặng nề. Dạ. Mình phải dùng từ nặng nề thì mới đúng, bởi rằng là họ coi những cái đó là một cái... Cho nên là nếu mà... Chắc là Mai có đọc cái cuốn tiểu thuyết Bì Vỏ của Nguyễn Hạ, đúng không? Có, thì mở đầu là cô Bính ấy, Là nghĩ đến cái chuyện mà gọt đầu bôi vôi. Yeah. Thì ngày xưa mà khi mà một người con gái mà có bầu mà không có xác định được bố là ai mà chưa có chồng, đúng thì rồi, sẽ bị gọt bầu bôi vôi. Yeah. Và người cha sẽ dắt cái người con gái đó đi vòng quanh làng. Ừ. Xong là về, xong là bị phạt, xong là bị đánh. Nói chung là để cho người ta chứng minh rằng là không có nuông chiều người con gái đó. Thành ra chữ Trinh ngày xưa thì thứ nhất là nó biểu hiện cho một sự rất khắc nghiệt về mặt tâm lý, và nó cũng là rất khắc nghiệt cả về mặt cư xử nữa. Nghĩa là không phải là chỉ bị dè bỉu không, mà có thể bị đánh đập. Thậm chí theo một số những truyền thuyết thì có thể còn bị thả trôi sông hay là cái gì đấy. Đúng rồi, bôi vôi thả trôi sông. Đúng là rất là tàn nhẫn. Nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Thế thì thôi, còn nó bây giờ tại sao nó khác thì mình sẽ không bàn, bởi vì cuộc sống thì nó sẽ đương nhiên như vậy. Nhưng mình chỉ nói rằng là cái bây giờ đặt địa vị mình sẽ không bàn về lịch sử chữ Trinh, mình cũng không bàn về tại sao chữ Trinh thay đổi, vì những cái đấy thì nó thuộc về lịch sử và nó thuộc về nghiên cứu, mà mình chỉ nói cái gì thuộc về học về cuộc sống cụ thể hôm nay thôi. Thì mình có lẽ mình chỉ nên bàn là đàn ông hôm nay nghĩ về cái chữ ấy như thế nào. Đúng không? Và cả đàn bà cũng thế. Thì Hoàng thì Hoàng nghĩ thế này: nếu mà nói rằng là chữ Trinh bây giờ là không có quan trọng gì nữa, là một cái thứ mà nghĩa là hoàn toàn không đáng quan tâm, thì cái đấy hơi nguy hiểm cho phụ nữ. Nó hơi nguy hiểm cho phụ nữ ở cái chỗ là nếu phụ nữ có cái suy nghĩ đó đó, thì nó hơi có cái, nó có thể nó sẽ khuyến khích cho một cái tâm trạng nó gọi là bừa bãi, đúng không? Buông thả. Thì cái đấy thật ra mà nói thì dù phụ nữ có được giải phóng đến đâu đi nữa đó, thì sự bừa bãi và buông thả cũng không nên khuyến khích. Đúng không? Đó, cho nên là đối xử với chữ Trinh thì phụ nữ và đàn ông là phải đối xử khác nhau trong thời điểm hôm nay. Chứ mình không thể nói chung chung được. Thì phụ nữ, nếu mà nói một cách ngắn gọn nào đấy, thì chữ Trinh không có khi ta quan hệ với người đàn ông nào đấy, đúng không? Thì thật ra khi ta quan hệ với người đàn ông nào đấy thì cái tiêu chuẩn cao nhất mà để mà người ta đánh giá là thật ra nó chỉ là tình yêu thôi. Nếu ta có tình yêu chân chính thì ta quan hệ thì không có vấn đề gì cả. Bắt đầu từ cái tuổi 18 trở lên thì ta đều có quyền đó, đúng không? Và nếu ta có tình yêu. Nhưng bây giờ thì nếu mà mình nói như vậy thì rất là nhiều cái nguy hiểm, là hiện giờ bây giờ nhiều cái nó mạo danh tình yêu, ví dụ như vì tiền, vì muốn thăng tiến, vì gì đó. Thì người ta có thể coi thường cái chữ Trinh và người ta quan hệ một cách bừa bãi ấy, thì cái đấy rất là nguy hiểm. Nó thể thành nguy hiểm. Cho nên là nếu bây giờ gọi một cô gái mới lớn đến bảo cháu ơi cháu, chữ Trinh bây giờ không quan trọng đâu cháu ạ, cái thứ đấy là cái thứ cổ lỗ nên vứt đi, thì rất là nguy hiểm. Đúng không? Bởi vì rằng là bởi vì cái đấy nó không phải là nói một cái vật thể gì đấy, mà nó nói về một cái hành vi, một cái cảm xúc mà mình khuyến khích cho một cái cô thiếu nữ một cái cảm xúc bừa bãi. Thì dù ở xã hội nào và dù ở thời điểm nào cũng không tốt. Thực ra thì Mai nghĩ rằng là thời bây giờ á, mọi người cũng khó mà cũng ít khi để ý đến chuyện chữ Trinh hơn ngày xưa. Lý do là ví dụ như Mai không, đương nhiên là có nhiều yếu tố, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, là cái vị trí của người phụ nữ bị xem nhẹ hơn so với bây giờ. Thậm chí là không phải chỉ ở Việt Nam đâu, ở Mỹ cũng vậy, người phụ nữ cũng không thể đứng tên tài khoản, cũng rồi ở Việt Nam ngày xưa chúng ta cũng không được đi học, rất là nhiều thứ mà phụ nữ cũng bị đè nén hơn. Và Mai cũng nghĩ rằng là thời ngày xưa đó, tại sao khắt khe hơn, đương nhiên là một phần ảnh hưởng từ cái của Trung Hoa, đạo Nho, đạo Khổng, đạo Lão thì cũng rất là khắc nghiệt với phụ nữ. Một phần nữa là thường ngày xưa thì người ta kết hôn sớm, tự nhiên có khi 13 tuổi hoặc là 18 tuổi là cái độ tuổi coi như khá trễ để kết hôn rồi. Còn bây giờ nếu như mà phụ nữ 30, thậm chí họ muốn là có sự nghiệp xong, học hành xong, thậm chí hơn nữa, mà bảo họ cứ chỉ tập trung vào công việc và không có một cuộc sống tình cảm cho đến tận 30 tuổi thì đều quá vô lý, phải không anh? Đúng không ạ? Đúng rồi, Mai nói gì rất đúng. Bây giờ ta mới phân tích như thế này nhé.
bây giờ mình sẽ bàn đến cái chữ trinh trong cái cư xử hàng ngày của hôm nay thôi. Yeah. Mình sẽ không bàn đến những cái lý thuyết suông hay là những cái khái niệm đạo đức của nó nữa. Yeah. Thì bây giờ chúng ta, một người con gái mà có cái đó khi ta sinh ra thì ta phải xử sự nó như thế nào ngày hôm nay. Yeah. Thì bây giờ như thế này, theo Lê Hoàng là như thế này. Cứ cho là một cô gái bắt đầu có tuổi dậy thì từ 17 đi. Yeah. Và cô sẽ lấy chồng vào năm 30 đi. Ừ. Đúng không? Yeah. Bởi vì theo Hoàng bây giờ thì nói thực lòng á, Hoàng cho rằng lấy chồng dưới 30 là hơi sớm. Yeah. Mặc dù về mặt sinh học, về mặt giàu đó thì người ta nói rằng 25 mới rất là vừa, nhưng mà thôi, sinh học là một chuyện, nhưng mà con người ta nó còn rất nhiều yếu tố khác. Ừ. Cho nên Hoàng cho rằng là 25 là lấy chồng là hơi bị sớm, mà yeah. 30 là vừa. Yeah. 30 thì nó mới đủ những cái trải nghiệm, đủ những cái tài sản, đủ rất nhiều những cái điều kiện để mà trở thành một cái gia đình. Yeah. Thế thì từ 10, cứ cho là 17 chúng ta cùng một cô gái dậy thì hay. Yeah. Thì đến 30 cô lấy chồng là cô sẽ có 12 đến 13 năm. Đúng không? Không lẽ là trong 12 đến 13 năm đó nếu mà cô giữ chữ trinh thì có nghĩa là nói thẳng luôn là cô sẽ không có một quan hệ gì. Yeah. Đúng không? Yeah. Thì cái đó ấy, thì phải công bằng mà nói, cái đấy là nó trái tự nhiên luôn. Nói thật yeah. lòng là như thế, bởi vì yeah. có những thứ nó không trái đạo đức nhưng mà nó lại trái tự nhiên. Yeah. Bởi vì đạo đức với tự nhiên đôi khi nó không đi cùng với nhau đâu nhá. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Đúng không? Dạ, đúng nó không rồi. Đi cùng với nhau một tí dạ, nào cả, đừng có tưởng bởi vì tự nhiên thì nó có trước. Yeah. Còn đạo đức thì nó có sau. Yeah. Và thứ hai nữa là đạo đức thì nó có thể thay đổi theo cái thời đại, nhưng mà cái tự nhiên thì có khi nó có con người ta, có loài người là có cái tự nhiên đó rồi. Yeah. Đúng không? Yeah. Vậy thì rằng cứ tưởng tượng là một cô gái 13 năm trời, từ 18, 17 tuổi cho đến 30 tuổi, không có một cái quan hệ gì, thì hoàn toàn là thiếu tự nhiên. Dạ đúng rồi. Thiếu tự nhiên yeah. và trong một trường nào đó là thậm chí còn có thể nói là dã man. Yeah. Cái đấy đứng về mặt sinh học. Mà chiếu cả phụ nữ thì cũng phải chiếu đàn ông. Thì nhảy tăng gỗ cũng cần phải hai người đúng không? Không, ở đây mình cứ nói về phụ nữ đã. Đàn ông thì làm rồi. Đàn ông thì khỏi nói rồi. Dạ. Đàn ông thì khỏi phải dục và khỏi phải trang bị kiến thức, là tự nhiên là nó đã gọi là nó đã có động cơ hư và nó đã nhanh nhẹn, nó hư từ sớm. Bản năng gốc của nó đã hư và đồng thời nó được bạn bè khuyến khích thì không cần. Ở đây mình đang nói về mặt phụ nữ kìa. Thì là như vậy, là nếu bạn giữ chữ trinh cho đến năm 30 tuổi bạn lấy chồng, có nghĩa là bạn sẽ có 13 năm yeah. mà bạn không hề có một cái, nếu mà nói thẳng đi, bạn không hề có một cái sinh hoạt, bạn không có cảm xúc tình dục gì cả. Thì điều đó là hoàn toàn sai. Yeah. Sai về mặt con người yeah. và sai về mặt cảm xúc. Còn nó có sai về mặt đạo đức hay không thì bàn sau nhé. Yeah. Nhưng mà có những, ở trên đời có những thứ mà nó gọi là gì nhỉ? Nó không vi phạm đạo đức, nhưng mà nó vẫn không được khuyến khích. Yeah, đúng không? Yeah. Thành ra thì trong trường hợp đấy thì tôi chỉ nghĩ rằng là bắt một cô thiếu nữ, thôi mình dùng cái từ nó gọi là nó hơi hơi dân gian một tí đi, nó gọi là nhịn cho đến tận năm 30 là điều phi lý. Yeah. Yeah. Và điều phi lý và ta không thể nhân danh bất cứ cái gì yeah. để bắt người ta như thế. Yeah. Ta chỉ có thể nhân danh đạo đức và nói với cô là như thế này: từ 17 đến 30 tuổi em có quan hệ bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng em hãy quan hệ khi mà em có tình yêu chân chính. Yeah. Còn em có bao nhiêu thì tình yêu chân chính và chân chính là như thế nào yeah. thì điều đó rất là rộng. Có đúng không? Yeah. Rất là rộng. Mình không thể nào rằng là em có tình yêu chân chính nhưng mà chân chính là thế này nhớ, thế này nhớ, thế này nhớ. Thì thật ra thì mỗi mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, mỗi xã hội thì cái đấy nó thay đổi rất là nhanh mà. Yeah. Nên tóm lại là không thể và không nên và không cho phép bắt một người con gái từ 17 cho đến tận 30 tuổi không có quan hệ. Dạ, yeah, đúng. Cái đó đấy là Hoàng nghĩ rằng đến cả về khoa học lẫn về mọi mặt. Yeah. Là Hoàng suy nghĩ là như thế. Mà quan điểm mà tự như khi chúng ta vui thì chúng ta mới lan tỏa được niềm vui cho người khác. Ừ. Mà khi chúng ta gọi là nhịn thì chúng ta bị ức chế. Cho nên là nó có một cái tình trạng là như thế này, là những cô gái Việt Nam mà ra nước ngoài du học á, yeah. thì ở cùng với các cô gái châu Âu á, thì họ hay thân thì họ sẽ tò mò là mày có quan hệ chưa. À. Và nếu mà cô gái Việt Nam mà 20 mấy trên 20 mà nói là chưa thì từ người con gái châu Âu nó rất là ngạc sửng nhiên. Sốt. À, nó ngạc nhiên. Dạ. Nó rất là sửng sốt. Dạ. Nó ngạc nhiên thật sự. Dạ. Và nó bảo rằng là thường có thể nó thét lên bảo là mày điên à. Dạ. Hoặc là mày có vấn đề gì không. Dạ. Chứ nó không bao giờ nghĩ rằng như thế là mày ngoan. Nó không hề nghĩ như thế. Dạ. Đúng không? Dạ. Thôi, thế cho nên là nếu một cách nào đó thì có nghĩa rằng là đối với người con gái bây giờ thì cái chữ trinh nó không quan trọng. Yeah. Nó không quan trọng nếu thực sự bạn gặp một người mà bạn yêu. À, có một vị khán giả cho ý kiến rằng là nếu mà cứ yêu mà cho hết á
cứ dâng hiến hết á, thì vô tình cổ suý cho việc sống thử của giới trẻ. Điều này là đi ngược lại cái giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam. Thế anh nghĩ sao ạ? Tôi chỉ nói rằng thế này này, truyền thống là một thứ nó không hề cố định. Truyền thống của thế kỷ 18 nó khác truyền thống thế kỷ 19, và truyền thống của thế kỷ 19 nó khác truyền thống thế kỷ 20. Yeah. Truyền thống thế kỷ 20 nó khác truyền thống thế kỷ 21. Cho nên là đừng có mang truyền thống ra như là một con ma để cái dọa thì người ta. Yeah. Cảm ơn câu trả lời rất là hay của anh. Yeah. Và rõ ràng là Mai cũng ngộ nhận ra được, à hóa ra là cái cái chữ truyền thống này nữa mình cũng phải có sự chọn lọc. Chứ không phải đi theo tất cả mọi cách mù quáng được. Cách đây mà 70 năm mà Mai mặc cái áo hở cổ như vậy là không truyền thống. Là nó gọi là sao nhỉ, nó gọi là chú di tăng tộc rồi. Mà bây giờ cái cổ áo như thế này thậm chí người ta còn có thể gọi là già. Đúng không? Đúng ạ. Bây giờ mang cái truyền thống ở đây ra. Truyền thống là nếu mà người ta nghĩ truyền thống là cái gì bất biến là hoàn toàn nhầm. Truyền thống nó phát triển theo thời gian mà. Và chúng ta hôm nay sẽ là truyền thống của 50 năm nữa. Yeah. Chúng ta cứ chúng ta cứ gọi là hồn nhiên mà sống đi. Yeah. Cái gì chúng ta hôm nay thì 50 năm nữa con cháu nó cho là truyền thống. Yeah. Nếu hôm nay chúng ta có một cái tác phong là khi đi tắm biển không mặc đồ mà thì 100 năm nữa người ta thấy cũng là cái đấy là truyền thống đấy. Yeah. Chả có cái gì đâu mày. Thực ra thì cái này Mai nói ngoài lề thôi, chính bản thân Mai cũng vậy á. Mai thấy giả sử như có những cái thủ tục hoặc là mình theo một cái đạo nào đó họ bắt buộc mà mình thấy nó vô lý. Mình thấy nó vô lý, mình bảo là mình không thể nào nghe người 5.000 năm trước nói mình phải làm gì. Mình phải tự biết mình cần làm gì đúng sai. Mai với anh thì chắc chắn là phải cùng quan điểm. Thứ nhất á, là anh và Mai đều sống và lớn lên tại những thành phố lớn. Thì cái đối với mình rất là hiểu. Nhưng mà thậm chí là mình cũng đi nước ngoài rồi mình cũng hiểu được cái văn hóa phương Tây. Thành ra mình cũng được giao thoa những chuyện đó. Và tất cả mọi thứ là nó không còn cái ranh giới khắc nghiệt như ngày xưa. Nhưng mà biết có thể là đâu đó ở những cái vùng khác người ta cũng ít tiếp cận hơn và người ta vẫn còn cái khắt khe, bởi vì thực ra chúng ta cũng mới gọi là thoát khỏi cái chế độ phong kiến cũng mới gần đây thôi. So với lịch sử chiều dài từ 2022 năm hoặc là trước về đó là lúc Chúa sinh ra đời, còn trước về đó loài người đã cách đó 10.000 năm là đã có cái sự sinh sống của con người rồi, thì thực sự ra mà nói mình cũng mới cái ngắn ngủi đây thôi. Thế thì và Mai cũng xem những cái chương trình thì đâu đó có những cánh mày râu cũng lên và phản biện rằng là nếu như vợ tôi là cái người mất trinh thì tôi xem như là mất phẩm hạnh và tôi sẽ không đồng ý những chuyện đó đấy. Thực ra những cái đó cũng bây giờ mình sẽ nói như thế này ngày mai. Đúng là cuộc đời thì có những giai đoạn là nó mới đây thôi. Nhưng mà nó mới là nó mới với lịch sử thôi. Chứ còn nó rất dài đối với đời người. Đúng đúng không? Đúng. Đối với lịch sử thì nhưng mà anh biết không, mình sống trong một cái thế giới, trong một thời đại mà mọi người cởi mở ra cái đời của mình được, ít nhất là mình cũng được được mở rộng, chứ nếu không mình cũng sẽ bị chúng ta không có ngồi đây để mà nói chuyện thay cho thời đại chúng ta không. Mà chúng ta chỉ nói cho chính chúng ta thôi. Cho nên rằng là đối với thời đại thì có thể chúng ta rất nhỏ bé, nhưng mà đối với chúng ta thì cuộc đời chúng ta rất là quan trọng. Mặc dù chúng ta có thể chỉ tồn tại khoảng 70-80 năm trên đời này thôi, nhưng mà đấy là độ quãng đời mà đối với chúng ta quan trọng nhất. Cho nên là chúng ta kệ xác cái thời đại đi. Bởi vì lịch sử thì 70-80 năm thì không là cái gì cả, nhưng mà chúng ta là cả cuộc đời mà. Cho nên rằng là chúng ta không được chưa gì đã bào chữa. Có nghĩa là Mai có cái tư tưởng rằng là cái sự chữ trinh nó là khắc nghiệt là vì nó có một cái lịch sử. Và cái lịch sử đó mới đây thôi. Thì Hoàng không đồng ý cái đó. Mà Hoàng nói rằng không, nó mới với lịch sử nhưng mà nó rất cũ với lại cuộc đời chúng ta. Đặc biệt là cuộc đời các cô thiếu nữ. Bởi vì đời con người nó không giống nhau, đời thiếu nữ khác mà đời đàn ông khác. Hoàng nói thiệt đó, đời thiếu nữ đó. Bây giờ mình mở ngoặc một chút thế này này. Một cô gái dù đẹp đến mấy á, dù xinh đến mấy á, thì cũng từ 18 cho đến 45-50 là coi như là hết sinh. Không phải nói thật là mà như thế. Đúng không? Hoặc không nói là hết quyến rũ, hoặc không nói là hết đẹp, nhưng mà không là hết sinh. Coi là rực rỡ nhất. Đấy là mình nói đến 50 rồi đấy. Đúng không? Và phải nói thật là một cô gái mà 50 tuổi thì kiếm một người chồng là rất là khó. Đúng không? Đúng. Nhưng mà một ông, bây giờ nói thật nhá, đàn ông hôm nay 50 tuổi nếu có tiền, nếu đẹp trai, phong độ, lấy một cô vợ không có gì khó. Dạ đúng. Không có gì khó. Cho nên là mình muốn nói rằng là cái tuổi sinh học của hai phía nó không có giống nhau. Nó không có giống nhau. Cho nên rằng là cuộc sống thì đã ngắn ngủi rồi, nhưng mà cuộc sống thanh xuân còn ngắn ngủi hơn, và cuộc sống thanh xuân của các cô gái đã còn ngắn ngủi hơn cuộc sống thanh xuân của các chàng trai. Cho nên là vì vậy chúng ta mới quan tâm là bây giờ chúng ta mới bàn về vấn đề chữ trinh, thì là chúng ta sẽ không bàn về đàn ông nữa, mà chúng ta sẽ bàn về phụ nữ.
bởi vì đàn ông kệ xác họ đi. Yeah. Không cần bàn thì họ vẫn sống theo những cái những cái họ không có đàn ông nào ngồi nghe Hoàng với Mai nói chuyện xong rồi sẽ suy nghĩ thay đổi đâu. Dạ đúng. Bản năng của họ mạnh lắm. Mà là các cô, nếu như các cô có nghe. Yeah. Thì Hoàng chỉ có nói như thế này này. Không biết các cô suy nghĩ về cái chữ trinh của mình như thế nào. Nhưng mà các cô đừng bao giờ yêu một cái thằng, tôi Hoàng dùng từ thằng quách đi cho nó rồi. Yeah. Mà nó quan tâm đến cái chữ trinh của mình. Dạ đúng ạ. Cái đấy Hoàng nói thật. Dạ. Tất nhiên có cách quan tâm thì nó nhiều kiểu. Dạ. Chắc là cũng không ông nào ngu đến mức độ gặp một cô gái nó hỏi là em còn trinh hay không. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà cái thường cách quan tâm là sẽ hỏi là em trước khi gặp anh em có bồ chưa. Dạ. Đúng không? Dạ. Em có bao nhiêu bồ rồi? Thì nếu mà thân một lúc nữa thì em những cái bồ người đó thì em đã tiến sâu tới cỡ nào. Dạ. Đúng không? Dạ. Có trăm ngàn cách và sẽ có cái thái độ ấy với như thế nào. Thì Hoàng nói thật nhá. Tất cả các cô gái nếu thực sự văn minh và hiện đại thì đều tránh xa những người đàn ông mà quan tâm đến cái đời sống tình dục của mình. Yeah. Trước khi mà mình gặp anh ấy. Yeah. Phải nói thẳng luôn là như thế. Bởi vì đối với người đàn ông mà chân chính ấy, họ chỉ tính với người con gái từ lúc họ gặp thôi. Còn cái quá khứ không được quan tâm. Mà thực ra quá khứ làm nên cái bản tính, làm nên cái chất của người phụ nữ mà anh đang yêu bây giờ. Đúng không anh? Không. Tất cả mọi biến cố, mọi sự xảy ra thì cũng đều cho làm cho người phụ nữ được. Không, đúng, không. Cái quá khứ nó không làm nên cái người đàn phụ nữ mà mình yêu bây giờ. Em mà nghĩ là có. Không phải. Có những cái trải nghiệm nếu mà nghĩ, anh. Mai nghĩ như thế là Mai là đàn ông rồi. Có nghĩa là Mai gặp một cô gái và Mai muốn biết là cô ấy như thế nào để Mai suy xét là Mai đi. Không. Thật sự mà người đàn ông chân chính là thế này này. Cái cô gái nó như thế nào là xảy ra do mình cư xử. Có nghĩa rằng cô ấy có thể trước đấy cô như thế nào không biết, nhưng cái cách của mình ấy làm cho cô ấy khác đi. Chứ không phải là mình tiếp thu một cái di sản mà mình phải thừa hưởng nó. Không. Mình tiếp thu một cái di sản, nhưng cái thái độ cư xử của mình sẽ làm cho cô ấy khác. Dù cô ấy trước đấy có 5-7 anh đi nữa, nhưng mà cô gặp mình, cô vẫn có thể không bao giờ buông mình ra. Và ngược lại, cô ấy có thể chưa bao giờ có một anh nào, nhưng gặp mình một thời gian thì cô sẽ vứt mình đi và cô đi với thằng khác. Nên rằng là đừng quan tâm đến cái quá khứ của người con gái mới là người đàn ông chân chính. Yeah. Chứ còn suy nghĩ rằng là một người con gái lớn lên và họ có một cái quá khứ và cái quá khứ sẽ ảnh hưởng đến đời họ. Yeah. Và mình cần phải nghiên cứu cái quá khứ đấy để điều chỉnh cái hành động của mình. Thì nghe rất khoa học. Yeah. Nhưng mà thật ra thì nó không phải là đàn ông. Bởi vì khoa học và đàn ông tính là có thể nó mâu thuẫn với nhau. Yeah. Nó không đi gì với nhau cả. Thật tâm mà nói là người ta có thể lấy một cô gái hư hỏng về làm vợ đấy. Yeah. Mà bởi vì sau đó khi người ta lấy cô gái rồi cô ấy hưng hư nữa. Thực ra mạn phép bàn thêm một cái cách khác dựa trên cái góc độ nhìn của anh. Người ta có câu là giang sơn dễ lấy, bản tính khó rời. Nếu như giả sử như anh tin rằng anh có thể chinh phục được, anh có thể thay đổi được, nhưng mà anh không thể thay đổi cái bản tính. Có thể lúc đầu người ta cũng vì yêu thương anh, người ta hết lòng với anh, nhưng mà rồi sau đó họ vẫn có một cái gì đó khó chịu trong lòng, vẫn kiểu người ta dùng cái từ là ngựa quen đường cũ chẳng hạn. Thế thì sao đây? Thì sao à? Thì sao thì có gì mình tiếc. Bây giờ cuộc đời mình, bây giờ mình là một người đàn ông này, mình gặp một người con gái này, cô gái đã hơi hư này. Đúng không? Có một quá khứ hơi phức tạp này. Mà mình yêu cô ấy hết lòng này. Và mình hy vọng cô ấy, cái sự hết lòng của mình khiến cô ấy thay đổi. Rồi sau đó cô không thay đổi, hoặc là cô không thay đổi đủ như mình mong muốn, thì có gì mình hối hận nào? Có gì mình hối hận? Suy cho cùng thì cái gì để mình hối hận? Mình tiếc à? Thật ra cái quá trình sống với cô đấy thì cô ấy sống bao nhiêu năm mình cũng sống bấy nhiêu năm mà. Vậy thì mình tiếc cái gì? Thế là ví dụ như sau 10 năm ở với nhau mình phát hiện là cô vẫn như xưa, hai người chia tay, thì trong 10 năm nó mình mòn đi nhiều hơn cô ấy à? Thanh xuân cùng với nhau mà. Thanh xuân cùng với nhau mà. Thế là tại sao là ta nghĩ rằng là ta gặp một cô gái hư. Thôi mình cứ giả thiết là cô ấy hư đi. Đúng không? Cô có một quá khứ phức tạp đi. Và mình yêu cô đấy, mình lấy cô đấy. Rồi sau 10 năm mình mới phát hiện ra là cô chẳng khác gì cả và mình ly dị cô đấy. Thì có gì mình phải tiếc? Có gì mình phải tiếc? Bởi vì mình đã làm một cái điều, có nghĩa là mình đã cố gắng thay đổi một con người mà cô ấy không thay đổi. Thì mình chỉ có thể là gì, mình chỉ nếu có tiếc là mình tiếc cho cô ấy thôi. Thật ra đàn ông cao thượng là ở chỗ đó đấy. Mày hay là thích, mình làm mày... không coi như rất người đàn ông như thế này này, chia tay một người con gái xong chửi mắng ra bảo là tôi rất là tiếc cái thời gian tôi đã dành cho em hay là cái gì đó. Thế nghĩ trong bụng mà thích cái thời gian đó thì cô ấy không dành cho ông à? Đúng rồi. Nhưng mà Mai thích cái cách suy nghĩ của anh rất là tích cực. Vì Mai cũng nghe một câu chuyện như nè, có hai người yêu nhau xong rồi 5-7 năm sau đó cô ấy đi lấy một người khác. Anh buồn lắm, anh đau khổ. Thế người khác khuyên anh về nè, anh phải thấy vui vì anh đã
có một người gọi là anh đã thụ hưởng 7 năm vợ của người khác. Là thì thật ra mình nhìn, đứng mình nhìn mặt, thì thật ra Hoàng biết cái ví von đó, nhưng mà cái ví von đó thì nói chung là nó có vẻ hơi thực dụng. Nó thiếu cái mùi đạo đức. Nó không phải là cao thượng mà nó trở lại một thứ thực dụng. Nhưng mà cũng có thể là xoay chuyển để cái cảm xúc anh này cảm thấy tích cực đi. Thì có nghĩa rằng là khuyên rằng là là ví dụ như 7 năm rồi bây giờ lại cô đi người khác thì ông được 7 năm mà hưởng vợ người khác kìa. Thì có gì mà ông nếu có nghĩ như vậy thì ông nhưng mà thật ra cái nghĩ như vậy thì Hoàng cho rằng nếu phải nghĩ như vậy thì cũng hơi hèn. Nó không phải là người đàn ông có văn hóa. Nói thật lòng là như thế. Bởi vì một người đàn ông và một người đàn ông có văn hóa là hai cái chuyện nó khác nhau. Thế có khi nào anh gặp cái trường hợp mà có những cái anh chứng kiến một cái hoàn cảnh là người phụ nữ bị giày vò bởi người đàn ông khi mà cô ta không còn trinh tiết, thì trong trường hợp đó anh có bao giờ gặp trường hợp đó chưa, và nếu như anh là bạn của những người đó thì anh sẽ khuyên họ như thế nào? Hoàng thì Hoàng chưa bao giờ gặp, bởi vì thứ nhất là Hoàng không phải là người chơi quan hệ nhiều. Cái thứ hai là nếu có thể Hoàng có gặp thì chắc mình họ không tâm sự với mình. Nhưng mà cái điều đấy mình chỉ đọc trong sách báo hay là mình đọc giấy thôi. Thì Hoàng có thể nói trong này này, nếu mà những người phụ nữ bị giày vò cái chuyện đấy á, thì phải nói thật ra và nói là mình rất tiếc là họ không có đủ sức để bỏ cái ông đó. Bởi vì đôi khi thế này này, cũng phụ nữ mà, ví dụ như là không phải là thường người đàn ông đã giày vò cái đấy thì cũng sẽ giày vò nhiều cái khác nữa. Nhưng nó không phải chỉ có cái đấy đâu, bởi vì cái sự giày vò về cái chuyện trinh tiết ấy, nó biểu hiện một sự kém văn hóa. Mà phàm người đàn ông đã kém văn hóa đó thì nó sẽ lộ chỗ này kém chỗ nhiều nọ. Chỗ khác, nhưng nó không thể nào chỉ một chỗ được. Có đúng không ạ? Đúng đấy, đâu ra khi anh đã kém văn hóa rồi thì sẽ nhiều cái khác nó đẻ thêm. Thế làm gì có ông tuyệt vời mà chỉ giày vò về chuyện đó. Thế nào ông cũng sẽ có những cái khác đúng không? Cái đấy chỉ là một cái để ông diễn giải cái suy nghĩ của ông thôi. Chứ chưa chắc đã là cái điển hình xấu nhất của ông đâu. Đúng không? Vậy thì nếu gặp một con người như vậy thì thật là tiếc là người phụ nữ không bỏ được. Mà người ta không bỏ được thì có nhiều lý do lắm. Hoặc là người ta không có đủ kinh tế để người ta bỏ. Hai là người ta không có đủ bản lĩnh. Ba là người ta nghĩ đến bố mẹ, đến con cái. Nói chung có hàng trăm lý do. Nhưng mà nếu là Hoàng mà gặp phải những người con gái như thế thì họ luôn luôn khuyên là bỏ đi. Bỏ đi. Nhưng mà mình cũng phải hiểu là khuyên là một điều, họ làm là một điều, bởi vì rằng là như Hoàng nói đấy, bỏ chồng thì phải có bản lĩnh. Đúng rồi. Mà bản lĩnh thì nó gồm có nhiều cái phẩm chất cộng lại. Thật ra Nhiên vẫn vừa mới nói là phụ nữ ngày hôm nay 30 tuổi mới nên kết hôn, là lúc đó chúng ta cũng đã chín chắn, sự nghiệp chúng ta cũng đã ở một cái bề vững nào đó rồi, để chúng ta đến với một cái tâm thế là cái người chủ động chứ không hoàn toàn là người thụ động, rồi sau này chúng ta sẽ bị trả. Nhưng mà phải nói thế này này Mai, thật ra chúng ta ngồi đây và chúng ta nói lý thuyết suông thì nó cũng dễ. Bây giờ Hoàng hỏi Mai này, ví dụ Hoàng không biết là gia đình Mai thế nào, Hoàng chưa được hỏi. Ví dụ thôi nhá, bởi vì Hoàng biết là ví dụ này có nó sẽ trùng hay không. Ví dụ như Mai có con trai đi. Đúng không? Và con trai Mai ví dụ như là năm nay là nó ở cái tuổi yêu. Thì nó xách về một cô. Mà Mai nhìn một cái là Mai đã hoảng hồn rồi. Ví dụ như là cô ấy xăm trổ, rồi thì hút thuốc, rồi tóc thì nhuộm. Và cô có thổ lộ là cô đã yêu vài lần rồi. Đấy, thì bản thân Mai lúc, bởi vì chúng ta nói về cái chuyện ở đâu thì nó dễ lắm. Nhưng mà nó đến bản thân cụ thể, đấy, nếu mà con trai Mai nó xách về một cô như vậy thì Mai nghĩ sao? Thực cái chuyện mà người ta đã từng yêu nhiều lần với sự trải nghiệm Mai không nói đến. Nên em không nói tới. Nhưng mà giả sử như còn lại vấn đề cái cách mà cô ấy ứng xử thì cái đó là cái quan trọng. Hạn như cô có thể xăm một chút cái hình nho nhỏ dễ thương không sao, nhưng mà tự nhiên cái tướng cô đi ngầu rồi bắt đầu ngồi là không, ví dụ như ngồi với người lớn mà không có một cái thái độ cho nó đúng mực, hay là cách ăn nói không vừa phải, thì rõ ràng là những cái đó là cái nó rào cản lớn. Nhưng Mai vẫn nói chữ nhưng ở đây, Mai chỉ là mẹ của con Mai thôi, Mai chỉ có khuyên và Mai không quyết định. Còn lại vì Mai vẫn nghĩ rồi là cuộc đời dài lắm anh Hoàng. Mai vẫn nghĩ là cuộc đời chúng ta dài. Nếu như chúng ta chọn sai thì chúng ta chọn lại, nhưng ít nhất chúng ta làm cái gì chúng ta muốn, làm cái gì mà con Mai muốn. Nhưng chắc chắn là với phụ huynh thì Mai sẽ khuyên, nhưng mà vẫn để cho con Mai quyết định. Chứ Mai không đến mức độ như thời xưa là cha mẹ sẽ
đòi là từ con rồi đòi không nhìn thấy mặt thì tất con nhiên rồi. Đấy. Nói chung là Mai ngồi đây thì Mai nói thế thôi. Đây là Mai nói thật lòng. Bởi vì anh biết là ví dụ như con của Mai học ở nước ngoài, khi mình đưa con đi nước ngoài là mình hiểu được rằng là sẽ có cái cá tính của châu Âu, sẽ có cá tính của Tây phương và sẽ khác với lại cái văn hóa của thế Việt giờ, Nam. Bây giờ thôi Hoàng hỏi thật luôn. Con Mai là con gái con trai? Dạ con gái anh. Năm nay cháu 20 tuổi. Thế thì Hoàng sẽ kể cho Mai nghe một cái câu chuyện về một người phụ nữ có con đi nước ngoài. Cô có biết trên cái báo Phụ Nữ Xuân cách đây bao nhiêu năm mà có đọc. Thì cái cô ấy viết một cái chuyện mà cô ấy không phải là chuyện, bởi vì chuyện thì là bịa. Đây là cô viết như thế này. Cô ấy có một đứa con gái nó du học và cô ấy rất yêu thương nó đương nhiên. Thì cô sang thăm nó. Cô bay ra cái nước ấy cô thăm nó. Cô ấy nói với cô đứa con gái của mình đi siêu thị thì cô thấy nó mua bao cao su. Nó mua cao su mà nó lại còn không mua một chiếc mà nó mua một hộp. Xong nó vừa mua xong mua nó xỉ, lại mua nó mua một hộp xong nó lại còn lầm nhầm thế này này là phải mua chứ có nhiều thằng không chịu mang. Nghĩa là cô ấy choáng váng vì thứ nhất nó mua, thứ nhất là nó mua, và thứ hai là thứ hai về số lượng, câu là có nhiều thằng không chịu số lượng mang. Số lượng nhiều. Thế thì là cô nhìn nó khi nó mua thì nó lầm nhầm câu đấy, nó không để ý là cô nghe. Thế cô nhìn nó thì nó quay ra thấy cô đang nhìn thì nó nhìn cô xong nó bảo là thôi mà má. Thôi mà má. Nghĩa là thế là thôi cô không nói gì nữa. Thế đêm hôm ấy cô về cái phòng của ký túc cái về cái phòng ở với nó thì cô nằm cạnh nó và cô ấy khóc. Cô nghĩ rằng là đây là con mình ư? Đây là cái đứa con mà mình đã bao nhiêu năm mình nuôi trong nước bây giờ nó như thế này ư? Nhưng sau đó cô nghĩ là bây giờ làm sao? Bây giờ thì hoặc là mình mất nó hoặc là nó mất mình. Mà có vẻ như nó mất mình dễ hơn mình mất nó. Đúng. Chứ còn bây giờ mình khuyên nó những cái câu như là con ơi con phải cẩn thận, con phải ấy thì chắc là nó sẽ nghe bằng nửa tai thôi. Bởi vì những cái câu đấy thì trước khi mình nó đi nước ngoài mình đã nói rồi. Và cái việc nó mua một hộp bao cao su như vậy mà đấy có phải chắc gì đây là hộp đầu tiên và cũng chắc gì đây là hộp cuối cùng. Vậy thì cách duy nhất để mình vẫn có đứa con này là mình chấp nhận nó. Phải chấp nhận. Đấy đưa con câu là cái chuyện nó đăng trên một cái tờ báo Xuân. Thì đấy thì Hằng để cho Mai rằng là nếu Mai có con gái học ở, thì mình cũng phải chấp nhận chuyện đó. Tại vì mình cũng tin rằng cái sự trưởng thành, cái sự hiểu biết và cái nơi bé học nó cũng sẽ đầy đủ kiến thức. Đôi khi Mai không tin đâu, nhưng mà Mai vẫn phải chấp nhận. Đúng rồi, người ta nói câu tiếng Anh, nói câu là cannot beat them, John them, mà không có thể chống cản được thì thôi, gia nhập luôn. Nhưng mà bây giờ Mai là phụ nữ thì dù sao nữa, mẹ với con gái cũng không đến mức độ như là cha với con trai. Giả sử nhân Hoàng là người cha mà có đứa con gái thì anh nghĩ như thế nào? Cái này mới khó, tại vì mới biết là nhiều người con trai á, thậm chí là có đứa con gái rồi từ hồi nhỏ mà nghĩ rằng ông nào mà chỉ cần đụng đến lông chân của con mình là chết ngay. Đấy, cái kiểu như vậy. Còn nếu bản thân anh thì anh nghĩ sao? Thì Hoàng cũng có con gái thật. Đúng không? Thì Hoàng cũng nghĩ thế này thôi, thì Hoàng cứ suy từ mình ra. Có nghĩa rằng là nếu mình gặp một người đàn con thằng con trai nào mà nó đến với gặp con gái mình thì mình cứ suy là ngày xưa mình cư xử thế nào. Thì mình cũng đoán là nó sẽ cư xử như thế. Và mình cũng sẽ rất nhiều cái cư xử không hay. Thì mình cũng đoán là nó cũng thế. Thế thôi. Không, nhưng mà có thể là vì anh cũng khá tự tin. Vì Mai biết là anh và bà xã anh rất là mặn nồng, mà đến buổi chiều mọi người vẫn kể là vẫn còn nắm tay nhau đi bộ, đi dạo buổi tối nữa. Mặc dù là anh không hề đi bộ nhưng mà anh đi với chị để cho chị. Chứ còn anh là tập thể dục môn khác, đúng không ạ? Tại vì có thể là bản chất của anh là người không phải những gì anh nói đâu, mà tại vì Mai rất là chơi thân với lại gia đình của anh, chị Lan. Mai rất là biết nhiều câu chuyện của anh, thành ra những cái gì mà anh chia sẻ trên truyền hình hay trên công luận thì hoàn toàn thực sự đúng với bản chất thật của anh. Là anh đã cư xử với chị như thế nào, chăm sóc chị ra sao, rồi ở nhà thì anh cũng là người cơm nước lo cho chị. Đấy, thì có lẽ là bởi vì anh cư xử tốt nên anh cũng tự tin rằng mình cũng sẽ có người con rể hoặc là một người yêu con gái mình tốt như vậy. Có khi anh có thể tự tin như vậy không? Không, cái chuyện tự tin đấy là tự tin về để tự an ủi thôi, chứ cuộc sống mà. Cuộc sống thì nó thiếu gì, nói thật là nó thiếu gì những cái bất ngờ. Và những cái bất ngờ nó rơi vào bất cứ ai. Cái chuyện như là con ông tỷ phú mà trở thành cướp ngân hàng là cũng có. Cuộc sống thì không loại trừ anh ha. Nó không có cái loại trừ gì cả. Cảm ơn anh Lê Hoàng rất là nhiều đã đến để trò chuyện cùng quý vị khán giả.
Thưa quý vị, cũng như là nhiều xung đột khác trong gia đình, những bức bối về chuyện bạn đời mất còn với trinh tiết có thể được hóa giải bởi chiếc đũa thần mang tên yêu thương, đồng cảm cho cuộc sống hiện tại. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ tìm cái đũa thần đấy, quý vị nhé.